Nhiều người đã nghĩ rằng mình nghe lầm khi xem đoạn clip này, nhưng đây lại là cách đánh vần khác của cô giáo lớp 1 hướng dẫn cho phụ huynh. Cụ thể, cô đánh vần K, I là K, I, K, U, O, N là U, N, U, Q, U, A đọc là K, U, Qua. Cách đánh vần như trên đã khiến các phụ huynh vô cùng hoang mang. Và chỉ sau vài giờ phát tán, clip đã được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội và hầu hết nhận được các ý kiến trái chiều. Bỏ thời gian, công sức ra để thay đổi cái cách đánh vần đã tồn tại từ lâu rồi thì không hợp lý, tốn thời gian và có khi là không gây hiệu quả vì những người thế hệ trước thường sẽ khó tiếp thu hơn. Mình thấy đây là một cách tiếp cận khá là lạ đối với việc đơn giản như là dạy cho trẻ nhỏ đánh vần, và mình nghĩ đây là một cái phương pháp khá hay, còn kết quả của nó thì để thời gian chứng minh. Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Duy, việc dư luận phản ứng mạnh cũng là chuyện thường tình, bởi vốn người dân Việt Nam đã quen với cách phát âm được học từ trước đến nay, và điều người ta lo lắng nhất vẫn là sự tiếp thu của con em mình trước sự thay đổi quá mới lạ này. Nếu như mà nó thay đổi rất là đột ngột như vậy mà nó không có một cái lộ trình, hoặc là có những cái thông báo, hoặc là hướng dẫn từ trước, thì thực sự nó tạo ra những cái tâm lý rất là hoang mang cho phụ huynh. Có thể là người ta sẽ không biết là sau này bản thân con mình nó học như vậy, cái đầu tiên họ không thích nghi được để họ có thể dạy con họ như thế nào là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì bản thân họ cũng hoang mang là không biết sau này là với cái cách đọc như vậy, cái cách quy định chữ như vậy, thì họ có cái ngôn ngữ họ sử dụng, họ có phải đi học là hay không, hay là họ sẽ sử dụng cái gì cho tương lai chẳng hạn. Thì nó vô tình tạo ra một cái dư luận không mấy tốt, không mấy tích cực ở trong xã hội hiện nay. Đây là cái bước đầu tiên mà khi đã tới với cái việc học tập, đáng lẽ là phải ông bà mình nói đầu xuôi thì đuôi lọt, nhưng mà đây là những cái ngày tháng đầu tiên để được học mà vô tình trẻ là trải qua những cái cảm xúc, những cái tâm lý lo lắng như vậy, thì nó là ảnh hưởng tới nguyên một quá trình học về sau rất là lâu dài của trẻ. Bên cạnh các ý kiến trái chiều, cũng có người cho rằng lỗi sai không phải do giáo viên, họ chỉ áp dụng theo quy định nhà trường. Điều đáng nói là thay đổi một cách đột ngột như thế là rất khó tiếp nhận. Đây lại là các vấn đề nó mang tính gọi là chủ quan của người dạy học. Tại nếu như không chủ quan của người dạy học thì cứ mang bằng cassette mà học việc gì cần phải có giá. Thế thì mỗi một người chủ quan người dạy học thì cái chủ quan đấy nếu như không cẩn thận thì nó biến cái ngôn ngữ chung thành cái không giống ai nữa thì cũng nguy hiểm. Sau phản ứng gay gắt từ dư luận, người đăng clip đã lên tiếng. Theo người này, cách đánh vần trên được giáo viên dạy theo sách Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại. Sách được thí điểm ở nhiều trường tiểu học trên cả nước từ nhiều năm nay. Tuy là được thí điểm nhiều nơi, nhưng hầu hết vẫn học và dạy theo phương cách cũ. Liệu có nên tồn tại song song hai lối dạy như vậy trên cùng một nền giáo dục? Giáo sư Hồ Đại thì chịu ảnh hưởng nhiều của ngôn ngữ Nga, ngôn ngữ phương Tây. Mà trong khi ngôn ngữ Việt thì nó lại chịu hai ảnh hưởng, tức là tiếng mẹ đẻ là phương Đông, còn chữ viết là phương Tây. Vì vậy cái chương trình mà hướng dẫn của giáo sư Hồ Ngọc Đại cũng chưa được chấp nhận. Tại vì tôi cũng đã đọc nhiều mà tôi thấy có nhiều khi buồn cười, nó không giống như là tiếng mẹ đẻ. Vì vậy bất cứ một giáo sư nào, ai chăng nữa, thì việc quan trọng nhất là tiếng mẹ đẻ là phải chuẩn, còn chữ viết là cái phụ theo. Tại vì tiếng mẹ đẻ của chúng ta là từ ngàn xưa, còn chữ viết là gần đây. Mặc dù có nhiều tranh luận, nhưng trước khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có công bố chính thức, dư luận không nên phản ứng quá gay gắt, tránh gây thêm hoang mang. Nhưng thiết nghĩ, dạy tiếng Việt cho các em học sinh tiểu học để giúp các em hiểu rõ về ngôn ngữ quốc gia là một vấn đề vô cùng quan trọng. Đặc biệt hơn là làm sao để các em yêu tiếng nói, ngôn ngữ quê hương, càng là trọng trách mà những người làm giáo dục nên đặt lên bàn cân suy xét thận trọng để đưa ra giải pháp phù hợp tối ưu nhất. Bệnh nhân này bị nhiễm dung lương trên nền bệnh gút và suy giảm miễn dịch kéo dài nhưng lại hoàn toàn không hề hay biết. Do phát hiện chậm nên khi đưa đến khoa truyền nhiễm điều trị, bệnh trạng đã diễn biến rất nặng, phải nuôi ăn hoàn toàn qua đường tĩnh mạch. Bệnh nhân nhiễm dung lương vào nó gây tổn thương từ đường ruột, từ dạ dày, tá tràng và có thể là cả ruột non và đại tràng nữa. Nên nó gây hiệu chứng giảm hấp thu đấy. Nhiều bệnh nhân có thể nhiều bệnh nhân có thể ỉa chảy ngày đến 3-40 lần.
hoặc là bệnh nhân giảm hấp thu, các dinh dưỡng không hấp thu được, nên phù nề cái nhiễm trùng run lươn này, nó vi khuẩn nó qua đường ruột, nó mang vi khuẩn vào máu, nó gây nhiễm trùng máu, sốc nhiễm trùng, nhưng có thể chết vì sốc nhiễm trùng. Từ đầu năm đến nay, chỉ riêng tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã điều trị cho hơn 30 bệnh nhân bị nhiễm dung lương và đều trong tình trạng rất nặng. Theo các bác sĩ, các loại dung đũa, dung tốc, dung mốc, dung kim không nguy hiểm bằng dung lương. Khi tiếp xúc với đất chứa ấu trùng dung lương, ấu trùng sẽ đi xuyên qua da vào máu, đường hô hấp tiêu hóa, rồi sau đó sinh sôi nảy nở và lan khắp cơ thể. Trong khi đó, bệnh dung lương thường khó xác định. Nhiều trường hợp bị nhiễm dung lương mà không hề có triệu chứng lâm sàng rõ ràng, dễ nhầm so với các bệnh khác. Có đến 80% bệnh nhân bị nhiễm dung lương tử vong, nguyên nhân chính là do điều trị nhầm. Các cái dấu hiệu lâm sàng thì như tôi nói là không đặc hiệu, tuy nhiên thì có một số triệu chứng gợi ý. Thứ nhất là phải dựa vào cơ địa của bệnh nhân, ví dụ như là bệnh nhân đang điều trị một cái bệnh gì đó mà nó gây nên tình trạng giảm miễn dịch, ví dụ dùng corticoid kéo dài. Thế hoặc là bệnh nhân bị xơ gan, miễn dịch cũng giảm kéo dài. Trên những cơ địa thế mà bây giờ tự nhiên xuất hiện, ví dụ như triệu chứng tiêu chảy kéo dài, thế tổn thương ở ngoài da, ngứa, sẩn ngứa, thế rồi thì có thiếu máu, có phù. Đấy là những cái triệu chứng mà nghi ngờ và lúc đó thì phải có thể làm xét nghiệm phân. Thứ hai là làm xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán. Thế một trong hai yếu tố này nếu dương tính kết hợp với lâm sàng thì chúng ta đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán khẳng định và điều trị. Vâng thưa quý vị, bao giờ cũng vậy, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vì thế người dân cần phải chú ý giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh, áp dụng các biện pháp phòng hộ trong lao động hay các sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt là đối với những người mà thường xuyên tiếp xúc với đất thì chúng ta nên mang găng tay, giày dép, đi ủng và nên chủ động tẩy dung định kỳ 6 tháng hoặc là 1 năm một lần, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và tránh tình trạng suy giảm miễn dịch. Còn bây giờ chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị. Như thông tin chúng tôi đã đưa, trước áp lực nước lũ lên nhanh, tỉnh An Giang đã quyết định xả đập Tha La Trà Sư sớm 3 ngày so với dự kiến ban đầu. Điều này đã khiến cho mực nước lũ tại khu vực đầu nguồn của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lên nhanh, gây ảnh hưởng đến nhiều diện tích nông sản và đời sống của bà con. Huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp là một trong những địa phương đang phải oằn gánh cùng nước lũ. Từ hôm qua đến nay thì nhiều diện tích vườn cây ăn trái và ao cá của bà con đã bị nước lũ nhấn chìm. Tại huyện Hồng Ngự, hiện một số vườn cây ăn trái của người dân canh tác ở đê bao xả lũ, cây gần cho trái đã bị lũ nhấn chìm. Bên cạnh đó, nhiều diện tích ao nuôi cá, vườn cây ăn trái khác cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng do nước lũ. Một số diện tích nước lũ đã tràn bờ ao, người dân phải tích cực gia cố, đăng lưới để bảo vệ thủy sản, tránh thất thoát ra bên ngoài. Theo thống kê toàn huyện Hồng Ngự, có trên 230 hectare vườn cây ăn trái, tập trung nhiều ở các xã Cù Lao, Long Phú Thuận và Long Khánh A, Long Khánh B, cũng như gần 100 hectare ao hầm nuôi cá tra, cá lóc cần được bảo vệ trong mùa lũ năm nay. Thế nhưng ghi nhận trên thực tế của chúng tôi thì tại đây thưa quý vị, các bến đò ngang vẫn còn khá chủ quan trong việc tuân thủ các nguyên tắc an toàn, thậm chí là có bến đò còn tổ chức chuyên chở ô tô như thế này khi chưa đủ điều kiện. Mời quý vị và các bạn sẽ xem những hình ảnh ghi nhận sau. Theo quy định, bến đò này chưa được phép chở ô tô, thế nhưng ghi nhận của phóng viên chúng tôi thì hoàn toàn khác. Trong hành trình băng mình trên sông Tiền, những chuyến đò chở ô tô, xe tải như thách thức trước dòng nước lũ chảy xiết. Thì nói chung thì cũng thấy mình đi đò thì thường xuyên xe ô tô, xe tải kia đầy đủ. Bây giờ người ta đi phiền, người ta đi biết sao giờ đây. Thì nó phải mất an toàn rồi nhưng mà chưa cho phép, không biết sao, chủ người ta sao với mình, chưa biết. Mình cứ kêu mình chạy thôi. Không chỉ tại bến đò này mà ở các bến đò khác trên địa bàn huyện Hồng Ngự cũng diễn ra tình trạng này. Mùa nước nổi về, nước tại các tuyến kênh, dòng sông cũng trở nên hung hãn hơn. Ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và mạnh tay hơn nữa để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như thế này để đảm bảo an toàn tính mạng cho người qua sông. Thưa quý vị, đò ngang qua sông cũng là phương tiện chủ lực không thể thiếu nhằm phục vụ nhu cầu giao thông của người dân huyện đầu nguồn Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Hiện nơi đây đang có 10 bến đò ngang hoạt động mỗi ngày. Nhưng mà Quang Huy và quý vị biết không, có một thực tế rất đáng buồn là nhiều chủ bến đò và người dân thì còn rất là chủ quan, xem nhẹ tính mạng của mình khi mà những chiếc áo phao trên các chuyến đò ngang này thì chỉ dùng để trang trí đối phó với đoàn kiểm tra và mọi người chỉ chấp hành tốt khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng. Thực hư sự việc này ra sao? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Tại bến đò KT6 thuộc địa bàn xã Khánh Hưng, hàng ngày đưa rước hàng trăm lượt khách qua sông. Đặc biệt vào năm học mới, số lượng các em học sinh qua đò ngày càng đông hơn. Thế nhưng hầu như không mấy ai mặc áo phao, mặc dù trên đò đã có trang bị sẵn phao. Giấy tờ áo phao đồ đầy đủ, bị đầy đủ mà khách không có nhu cầu mặc. Do người ta nói mặc đây qua đó có một bên, người ta không chịu mặc.
đây qua đó mình thấy cũng sông suối nó cũng không sâu lắm, mình cũng không có bận. Đa số là dân người ta biết lội thành ra cũng không sợ. Thường thì đi qua lại nó cũng quen rồi đây, vì nó cũng không có sóng to gió lớn gì thì học sinh nó cũng không có gì cả. Mà nói chung đò này người ta cũng ổn định cả. Có thể thấy người dân hiện rất chủ quan trong việc đi đò. Việc này là rất nguy hiểm bởi tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thưa quý vị, trên dọc tỉnh lộ 8B thuộc địa bàn xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, tình trạng bò tràn ra đường, chiếm cứ lòng đường gây ảnh hưởng cho các phương tiện giao thông qua lại đã và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Đó là chưa kể đến chất thải của những đàn gia súc này suốt dọc con đường còn gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường nữa. Dạ vâng ạ, sự việc mà Quang Huy vừa phản ánh thì đã diễn ra nhiều ngày nay, khiến cho các phương tiện khi mà lưu thông trên đường thì đều gặp rất nhiều khó khăn khi mà phải né tránh cả đàn bò đi bít kín con đường tỉnh lộ này. Đàn bò khoảng trên 40 con được người dân chăn dắt vô tư dẫn đi chậm rãi bít kín cả con đường tỉnh lộ, gây cảnh náo loạn cả đoạn đường dài hàng mấy cây số, khiến các phương tiện, nhất là người đi xe máy phải luồn lách né tránh. Chạy xen vào giữa đàn bò rất nguy hiểm. Các xe lớn chở hàng nông sản của người dân phải dừng đột ngột trước cả đàn bò lù lù xuất hiện ngay trước mắt. Tình trạng người dân chăn dắt đàn bò đi ngay trên đường tỉnh lộ gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người đi đường vẫn thường xuyên xảy ra tại huyện miền núi này. Dù đã được ngành chức năng địa phương tuyên truyền cũng như ngăn cấm, nhưng do chưa có biện pháp xử lý triệt để nên đến nay những người chăn dắt bò mà hầu hết là đồng bào dân tộc vẫn vô tư vi phạm, vẫn xem thường luật an toàn giao thông. Hoạt động đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu không chỉ phổ biến ở thành thị mà còn lan rộng đến các vùng quê nông thôn của các tỉnh miền Tây chúng ta, ảnh hưởng rất nhiều đến trật tự xã hội. Điều đáng nói ở đây, con bạc là phụ nữ lại chiếm số lượng không ít, thưa quý vị. Trong diễn tiến mới nhất vào chiều qua, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng vừa bắt quả tang một canh bạc gồm nhiều quý bà hoạt động núp bóng tại quán cà phê trên địa bàn. Xin mời quý vị cùng theo dõi chi tiết. Chiều ngày 29 tháng 8 vừa qua, lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào quán cà phê Lý Tưởng thuộc ấp Xây Đá A, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng và phát hiện 10 đối tượng đang tổ chức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, trong đó có nhiều đối tượng là nữ giới. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 8 hộp tài xỉu, 10 điện thoại di động, 3 xe mô tô, số tiền gần 10 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan. Được biết, các đối tượng này thường xuyên thay đổi địa điểm để tổ chức đánh bạc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.